Thưa quý vị và các bạn, năm học 2024-2025 là năm học đầu tiên tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Để chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng này, trước thêm năm học mới, Sở Giáo dục Đào tạo Đồng Nai đã tổ chức nhiều buổi tập huấn cho giáo viên cốt cán các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên về cách thức ra đề kiểm tra theo cấu trúc định dạng mới của chương trình giáo dục phổ thông 2018. Ghi nhận của phóng viên Đồng Nai Ngày Mới. Một buổi bồi dưỡng tập huấn giáo viên bộ môn toán xây dựng đề kiểm tra theo hướng thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đầu tiên theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Các thầy cô giáo đã được các báo cáo viên hướng dẫn cách xây dựng câu hỏi, bài tập trong dạy học, kiểm tra theo dạng thức trong cấu trúc định dạng đề thi môn toán tại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025. Khác với những năm trước, đề thi môn toán tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 sẽ không còn dạng 50 câu hỏi trắc nghiệm. Theo vào đó, số lượng câu hỏi và cách thức chọn đáp án đúng sẽ thay đổi. Cụ thể, đề gồm 3 phần: câu hỏi trắc nghiệm, nhiều phương án lựa chọn, câu hỏi trắc nghiệm đúng sai và câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn. Theo các giáo viên, với cách ra đề và tính điểm mới, đòi hỏi giáo viên, học sinh phải thay đổi cách dạy và học. Trước đây 50 câu trắc nghiệm, nhiều lựa chọn, 4 lựa chọn, thì bây giờ còn có 12 câu trắc nghiệm, 4 lựa chọn và 16 ý hỏi nằm trong 4 câu trả lời đúng sai và cuối cùng là 6 câu trả lời ngắn. Và cách hỏi như thế thì buộc học sinh phải thay đổi về cách học và giáo viên cũng phải thay đổi về cách dạy để cho nó phù hợp với cái chương trình mới. Các em học sinh cần phải chú ý ở cái dạng thức thứ 2 và dạng thức thứ 3. Đối với cái dạng thức thứ 2 là các em phải chú ý về cách tính điểm, bởi vì nó có mỗi câu nó có 4 đáp án. Nếu các em trả lời đúng, chỉ đúng một đáp án ấy, thì các em chỉ được 0,1 điểm. Đúng 2 đáp án thì chỉ được 0,25. Đúng 3 đáp án thì các em chỉ được 0,5. Và đúng tròn vẹn 4 điểm. 4 đáp án thì các em mới được tròn vẹn là 1 điểm. Còn đối với cái dạng thức thứ 3 thì các em phải chú ý về cái kết quả. Bởi vì cái kết quả là nó chỉ được ghi ra ở dạng là 4 ký tự thôi. Cho nên là trong quá trình tính toán thì kết quả có thể là các em phải quy tròn. Theo kế hoạch cũng như các môn học khác, sau khi tham dự lớp tập huấn, tổ bộ môn toán các trường sẽ triển khai đổi mới cách ra đề, kiểm tra, đánh giá học sinh bám sát với cấu trúc định dạng đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2025 Bộ Giáo dục Đào tạo đã công bố. Như vậy thì tới đây sau cái tập huấn này thì môn toán học, môn tin học là như là càng thúc đẩy vấn đề đấy, là như là trong dạy học lớp 10, lớp 11, lớp 12 là như là đưa các cái dạng thức, là như là trong cấu trúc định dạng đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông môn toán học, môn tin học vào là như là dạy học bình thường mỗi tiết, rồi là như là trong các cái bài kiểm tra thường xuyên, bài kiểm tra định kỳ cũng đưa vào trong một cái là như là cái tỷ lệ phù hợp tương thích, vẫn là như là mỗi bài để học sinh là như là quen dần, vẫn là cái cấu trúc định dạng này không lạ lẫm nữa. Với những kiến thức đã được bồi dưỡng, tập huấn cùng với tâm thế sẵn sàng đổi mới, chắc chắn sẽ giúp đội ngũ giáo viên trên địa bàn tỉnh thuận lợi hơn khi ra đề kiểm tra, đánh giá học sinh theo chương trình giáo dục phổ thông 2018, nhất là theo cấu trúc định dạng đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2015 Bộ Giáo dục Đào tạo đã công bố. Cùng với đó, dự kiến Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ đăng tải rộng rãi thông tin về kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025, kỳ thi đầu tiên của chương trình đổi mới giáo dục 2018 vào quý tư năm nay. Việc công bố sớm cũng giúp các thầy cô giáo, học sinh, phụ huynh yên tâm, chủ động hơn, nhất là đối với các thí sinh đầu tiên tham gia kỳ thi quan trọng này.